Sáng nay, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tiêm chủng vaccine Moderna phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Theo đó, từ hôm nay, ngày 29 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, ngành y tế tổ chức tiêm mũi 1 cho 16.800 người, bao gồm người làm việc trong các cơ sở y tế chưa tiêm chủng, nhân viên y tế tại các phòng khám tư nhân, lực lượng phòng chống dịch tại cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, người làm trong cơ quan lãnh sự và lực lượng hải quan. Bên cạnh đó, những người cung cấp dịch vụ thiết yếu và các đối tượng nguy cơ cao, tùy theo tình hình thực tế tại thành phố cũng được tiêm chủng đợt này. Dịch bệnh lan tràn như thế này thì khi mà sáng nay mà được đi tiêm chủng thì bản thân thấy rất là phấn khởi, rất là vui. Hiện nay tình hình COVID-19 đang phức tạp, nên hôm nay bản thân được đi tiêm phòng vaccine, tôi rất là phấn khởi. Qua cái tiêm này tôi thấy là sẽ là nâng cao cái sức phòng vệ cũng như phòng bệnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch chung cho bản thân như cũng trong cộng đồng được tốt. Với lượng người tiêm chủng đợt này đông, trong khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên ngành y tế đã phối hợp với các địa phương có kế hoạch phân bổ địa điểm, hướng dẫn người tiêm chủng thực hiện giãn cách. Đặc biệt, bố trí đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau, không quá 100 đối tượng tại điểm tiêm chủng trong buổi tiêm chủng. Chúng tôi đã phân công cho các lực lượng phối hợp với lại ban quản lý nhà thi đấu cung thể thao Tuyên Sơn để sắp xếp các cái khu vực tiêm để đảm bảo cho người vào tiêm có một cái chỗ đảm bảo tốt nhất về sức khỏe trước khi tiêm. Cái thứ hai là chúng tôi phân công cho các lực lượng, đặc biệt là mời các cái lực lượng mà ở các cái đơn vị đầu mối tiêm lên để phân công là giãn cách trong cái thời gian từ buổi sáng từ 7:30 đến 10 giờ, buổi chiều từ 13:30 đến 16 giờ. Trong đợt này, Bộ Y tế phân bổ cho Đà Nẵng 33.600 liều vaccine Moderna để tiêm chủng đủ 2 mũi cho 16.800 người. Sau mũi 1 thì thời gian tiêm mũi 2 sẽ được tổ chức ngày 28 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Các phương án y tế đã được chuẩn bị kỹ tại các điểm tiêm để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ nguồn vaccine AstraZeneca để tiêm mũi 2 cho hơn 8.000 trường hợp tiêm vào tháng 5 và các đối tượng khác theo quy định. Với biến chủng Delta, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng nói riêng cũng như là cả nước nói chung. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng là giải pháp quan trọng lúc này. Ngành Y tế Đà Nẵng đã sẵn sàng nhân lực và trang thiết bị để tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay sau khi Bộ Y tế phân bổ nguồn vaccine COVID-19 về cho thành phố.